Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi lại được gặp các bạn trong video bài 3 rút gọn phân thức. Ở tiết trước thì cô đã dẫn các bạn đi tìm hiểu bài 2, đó là bài tính chất cơ bản của phân thức. Như vậy, trước khi đi tìm hiểu bài mới thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại hai tính chất cơ bản của phân thức đã học ở bài 2. Bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, viết dạng tổng quát tính chất cơ bản của phân thức đại số. Câu hỏi thứ hai, dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết x cộng 1 nhân với x bình trên x trừ 1 nhân với x cộng 1 bằng x bình trên x trừ 1. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại hai tính chất cơ bản của phân thức đại số. Thì tính chất thứ nhất được phát biểu như sau: a trên b sẽ bằng a nhân m trên b nhân m, trong đó m là một đa thức khác đa thức 0. Tính chất này được phát biểu như sau: nếu chúng ta nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác 0 thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Tính chất thứ hai, a trên b bằng a chia n trên b chia n, trong đó n là một nhân tử chung. Và tính chất này được phát biểu thành lời như sau: nếu chúng ta chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Hai tính chất này là hai tính chất cơ bản của phân thức. Hai tính chất này thì được ứng dụng trong rút gọn phân thức và quy đầu phân thức. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết x cộng 1 nhân với x bình trên x trừ 1 nhân với x cộng 1 bằng x bình trên x trừ 1. Để giải thích được cái đẳng thức này thì chúng ta chú ý đến cho cô cái tính chất thứ hai mà chúng ta vừa nhắc lại, đó chính là a chia b bằng a chia n trên b chia n, trong đó n là một nhân tử chung. Bây giờ nhìn vào câu hỏi số 2. Bây giờ các bạn quan sát tử và mẫu của phân thức đầu tiên và tử và mẫu của phân thức thứ hai cho cô. Tí đi, chúng ta quan sát tử trước. Thì từ cái tử của phân thức ban đầu là x cộng 1 nhân với x bình, khi biến đổi sang tử của phân thức thứ hai thì nó bị mất nhân tử là x cộng 1. Tương tự như vậy, chúng ta quan sát dưới mẫu, chúng ta để ý thấy rằng gì đây? Mẫu của phân thức đầu tiên thì có hai nhân tử, đó chính là x trừ 1 nhân với x cộng 1. Nhưng mẫu của phân thức thứ hai thì đã bị mất nhân tử x cộng 1. Mà chúng ta để ý đi, x cộng 1 thì đều là nhân tử chung của tử và mẫu của phân thức ban đầu. Như vậy, từ cái phân thức ban đầu để biến đổi sang cái phân thức thứ hai này thì tức là chúng ta đã chia cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên này cho x cộng 1. Như vậy, chúng ta giải thích như sau: vì x cộng 1 nhân với x bình trên x trừ 1 nhân với x cộng 1 sẽ bằng, bây giờ chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho x trừ 1, x cộng 1, như vậy sẽ bằng là x cộng 1 nhân với x bình chia cho x cộng 1 trên x trừ 1 nhân với x cộng 1 chia cho x cộng 1. Tử mà chia cho x cộng 1 thì còn là x bình. Tương tự như vậy, mẫu chia cho x cộng 1 thì còn là x trừ 1. Như vậy là chúng ta đã giải thích được cái đẳng thức này. Thực ra đó chính là chúng ta đã sử dụng tính chất thứ 2 của phân thức đại số. Như vậy, cách mà chúng ta biến đổi từ cái phân thức ban đầu là x cộng 1 nhân với x bình trên x trừ 1 nhân với x cộng 1 thành phân thức x bình trên x trừ 1 thì tức là chúng ta đã thực hiện cái công việc là rút gọn phân thức. Như vậy, một vấn đề đặt ra ở đây là vậy thì rút gọn phân thức là gì? Và liệu cách rút gọn phân thức có giống với cách rút gọn phân số mà chúng ta đã học ở lớp 6 hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu bài 3. Rút gọn phân thức.
Và chúng ta cùng đi nghiên cứu phần một nhỏ quy tắc. Bây giờ các bạn làm cho câu hỏi chấm số 1 trong sách giáo khoa. Cho phân thức 4x mũ 3 trên 10x bình y. Ý A, tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu. Ý B, chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện từng ý một. Ý A là chúng ta sẽ tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu. Rồi trước khi đi tìm nhân tử chung thì các bạn chú ý cho cô. Trước tiên chúng ta sẽ tìm nhân tử chung là hệ số. Hệ số của tử thì là 4, của mẫu thì là 10. 4 với 10 thì có chung 2. Các bạn để ý cho cô nhé, 4 với 10 thì có chung 2. Tiếp theo chúng ta để ý này, về phần biến này, x mũ 3 và x bình thì chúng ta để ý là chung gì đây? Chung x bình. Tương tự như vậy, như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy luôn được nhân tử chung của tử và mẫu chưa? Như vậy 4x mũ 3, vì 4 và 10 chung 2, do đó cô sẽ tách 4 này thành 2 bình nhân với x mũ 3. Tương tự ta có này, 10 thì cô sẽ tách thành 2 nhân với 5, x bình y bình kết lại. Như vậy nhìn vào cô, khi mà cô phân tích tử và mẫu này, thì thấy rằng là nhân của tử chung của tử và mẫu đó chính là gì đây? 2 nhân với lại x bình. Bây giờ ta sẽ thực hiện chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Ta có 4x mũ 3 trên 10x bình y sẽ bằng 2x bình, 2 bình x mũ 3 chia cho 2x mũ 2. Thì ta sẽ chia cho nhân tử chung đây. Tương tự với mẫu là 2 nhân 5x bình y chia cho 2x bình. Ta có này, 2x bình mình chia cho 2 thì còn 2, x mũ 3 chia x bình còn x. Tương tự với mẫu, 2 chia 2 hết, x bình chia x bình hết. Như vậy dưới mẫu chỉ còn lại là 5y. Như vậy chúng ta sẽ được phân thức là khi chia cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên cho nhân tử chung là 2x bình thì chúng ta sẽ được phân thức là 2x trên 5y. Và cái phân thức này chúng ta chú ý cho cô, chúng ta để ý thấy này, tử và mẫu của phân thức này thì phân thức sau cùng này này thì ta thấy là gì đây? Không còn nhân tử chung. Và chúng ta để ý thấy là cái phân thức ban đầu này so với cái phân thức mà chúng ta nhận được cuối cùng hay đã rút gọn rồi là 2x trên 5y này, thì cái phân thức 2x trên 5y này đơn giản hơn phân thức 4x mũ 3 trên 10x bình y. Và việc chúng ta biến đổi cái phân thức 4x mũ 3 trên 10x bình y thành phân thức 2x trên 5x thì chúng ta đã thực hiện công việc là rút gọn phân thức. Và cái phân thức 2x trên 5y được gọi là phân thức đã rút gọn. Vậy thì qua cái ví dụ số 1 này, các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi. Vậy thế nào là rút gọn phân thức? Hay rút gọn phân thức là gì? Thì qua đây chúng ta thấy là chúng ta có khái niệm rút gọn phân thức chính là biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức bằng nó và đơn giản hơn. Các bạn nhớ cho cô nhé, rút gọn phân thức tức là chúng ta thực hiện các phép biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức bằng nó và đơn giản hơn. Rồi tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu hỏi chấm số 2. Cho phân thức 5x cộng với 10 trên 25x bình cộng 5x. Ý A, phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng. Ý B, chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Rồi chúng ta hãy thực hiện từ bước 1. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ phân tích tử và mẫu thành nhân tử chung. Ta có 5x cộng 10 thì để ý này, hệ số 5 và 10 thì có chung 5 đặt ra ngoài trong ngoặc hạng tử thứ nhất, còn x hạng tử thứ hai sẽ còn 2. Dưới mẫu này, 25x bình cộng 50x thì chúng ta để ý đi, 25 và 50 thì có chung 25, mà 25 thì chính bằng 5 bình, do đó có viết luôn thành 5 bình luôn. X bình và x thì có chung x đặt ra ngoài trong ngoặc hạng tử thứ nhất sẽ còn lại là x, hạng tử thứ hai sẽ còn lại là 2.
Như vậy 25x bình cộng 50x sẽ bằng là 5 bình x nhân với x cộng 2. Quan sát đến đây thì ta thấy nhân tử chung của tử và mẫu đây chính là gì đây? Đều có chung 5x cộng 2. Rồi, như vậy nhân tử chung của tử và mẫu là 5 nhân với x cộng 2. Bây giờ thực hiện thì B là chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Thì ta có này, 5x cộng 10 trên 25x bình cộng với 50x thì chúng ta sẽ biến đổi thành là bằng 5 nhân với x cộng 2 chia cho 5 nhân với x cộng 2 trên 5 bình nhân với x cộng 2 chia cho 5 nhân với x cộng 2. Các bạn chú ý tử cho cô. Tử chia cho 5x cộng 2 thì chỉ còn lại là 1. Dưới mẫu này, 5 bình chia cho 5 như vậy là còn lại 5. X cộng 2 chia x cộng 2 hết, như vậy chỉ còn lại là x. Như vậy chúng ta được phân thức cuối cùng là 1 trên 5x. Bây giờ quan sát cái phân thức cuối cùng là 1 trên 5x. So với phân thức ban đầu ta thấy là gì đây? Nó đơn giản hơn. Và với phân thức 1 trên 5x cũng được gọi là phân thức đã rút gọn. Như vậy bây giờ cùng nhìn lại cái hỏi chấm số 1 mà hỏi chấm số 2 mà chúng ta vừa làm. Các bạn thực hiện yêu cầu hỏi chấm số 1 và yêu cầu hỏi chấm số 2, tức là các bạn đã thực hiện việc rút gọn phân thức. Vậy thì để rút gọn phân thức chúng ta làm như thế nào? Thì cùng quan sát lại hỏi chấm số 1 và hỏi chấm số 2 ta thấy này. Bước đầu tiên này của hỏi chấm số 1 và hỏi chấm số 2 thì chúng ta cũng đều tìm nhân tử chung của tử và mẫu, sau đó chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ được hai cái phân thức cuối cùng là 2x trên 5y và 1 trên 5x là hai phân thức đã được rút gọn. Như vậy qua cái hỏi chấm số 1 và hỏi chấm số 2 này thì các bạn hãy cho cô biết muốn rút gọn phân thức thì ta phải làm theo mấy bước, đó là những bước nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, cách rút gọn phân thức. Rồi, như vậy qua hỏi chấm số 1 và hỏi chấm số 2 thì chúng ta thấy được rằng là muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung. Các bạn lưu ý nhé, nếu mà cái phân thức người ta cho ấy đã được phân tích thành nhân tử rồi thì chúng ta tìm luôn nhân tử chung. Còn nếu cái phân thức người ta cho mà chưa được phân tích thành nhân tử thì chúng ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử, sau đó chúng ta mới tìm nhân tử chung. Do đó chỗ này nó có mở ngoặc nếu cần. Là như vậy. Bước thứ hai, sau khi tìm được nhân tử chung rồi thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Rồi, ví dụ chúng ta quan sát ví dụ sau. Rút gọn phân thức x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x trên x bình trừ 4. Bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt theo hai bước này. Rồi bây giờ chúng ta quan sát tử và mẫu cho cô. Tử của phân thức này là x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x, còn mẫu là x bình trừ 4. Chúng ta để ý rằng tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử. Do đó bước thứ nhất để rút gọn phân thức, chúng ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử chung. Rồi bây giờ các bạn quan sát tử cho cô. Để ý này, cả ba hạng tử của tử đều có chung nhân tử là x. Cô đặt ra ngoài, trong ngoặc hạng tử thứ nhất còn x bình, hạng tử thứ hai còn trừ 4x, hạng tử thứ ba còn dương 4. Tiếp theo quan sát ở dưới mẫu thì chúng ta để ý thấy rằng x bình trừ 4 đây chính là hàng đẳng thức thứ ba. Sau đó chúng ta sẽ biến đổi được thành là x cộng 2 nhân với x trừ 2. Tiếp theo này, ta thấy này, tử vẫn phân tích được, chúng ta phân tích tiếp thành nhân tử cho cô. Như vậy tử được phân tích tiếp thành x nhân với x trừ 2 tất cả bình. Trên này mẫu là x cộng 2 nhân với x trừ 2. Sau khi phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi, bây giờ các bạn tìm nhân tử chung của tử và mẫu cho cô. Thì ta thấy tử và mẫu đều có chung nhân tử là x trừ 2. Như vậy bây giờ chúng ta thực hiện thao tác là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Thì các bạn để ý này, x trừ 2 tất cả bình mà chia cho x trừ 2 thì chỉ còn lại một lần là x trừ 2. Như vậy tử chúng ta sẽ được rút gọn thành là x nhân với x trừ 2. Dưới mẫu x cộng 2 mà nhân với x trừ 2
thì khi chia cho x trừ 2 này thì chỉ còn lại là x cộng 2. Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ được phân thức là x nhân với x trừ 2 trên x cộng 2. Chúng ta chú ý vào cái phân thức mà chúng ta đã rút gọn. Để ý thấy rằng gì đây? Tử và mẫu không còn nhân tử chung nữa. Như vậy quá trình rút gọn của chúng ta đến đây là kết thúc. Tương tự như vậy, bây giờ áp dụng các bước rút gọn phân thức. Bây giờ các bạn làm cho câu hỏi chấm số 3. Rút gọn phân thức sau: x bình cộng 2x cộng 1 trên 5x mũ 3 cộng 5x bình. Chú ý vào hai phân thức này. Chú ý ở phân thức này, chúng ta thấy rằng tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử. Do đó bước đầu tiên chúng ta sẽ phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Các bạn để ý tử cho cô: x bình cộng 2x cộng 1. Đây chính là hàng đẳng thức thứ nhất, chúng ta viết gọn được thành là x cộng 1 tất cả bình. Về mẫu, 5x mũ 3 cộng 5x bình. Để ý này, chung 5 đặt ra ngoài, x mũ 3 x bình chung x bình đặt ra ngoài. Như vậy trong ngoặc còn x cộng với 1. Bây giờ để ý thấy này, tử và mẫu đều có chung nhân tử chung là x cộng 1. Như vậy chia cả tử và mẫu cho x cộng 1. X cộng 1 tất cả bình mà chia cho x cộng 1. Như vậy còn một lần x cộng 1. 5x bình nhân với x cộng 1 mà chia cho x cộng 1. Như vậy chỉ còn lại là 5x bình. Như vậy chúng ta sẽ được phân thức đã rút gọn là x cộng 1 trên 5x bình. Tử và mẫu không còn nhân tử chung. Do đó quá trình rút gọn của chúng ta đến đây là kết thúc. Tiếp theo chúng ta đi đến phần bài nhỏ chú ý. Thì khi rút gọn phân thức, các bạn chú ý cho cô một cái lưu ý như sau. Có nhiều phân thức thì tử và mẫu, có nhiều phân thức tử và mẫu thì chúng ta không chưa xuất hiện nhân tử chung. Nhưng mà khi chúng ta đổi dấu tử và mẫu thì nó có thể xuất hiện nhân tử chung. Do đó khi rút gọn phân thức thì các bạn cần nhớ cho cô một cái lưu ý như sau. Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của cả tử và mẫu. Lưu ý cho cô tính chất: A sẽ bằng trừ của trừ A. Các bạn lưu ý cho cô công thức này để lát nữa các bạn áp dụng và làm bài tập cho cô. Rồi bây giờ các bạn cùng xét cho cô ví dụ sau: 1 trừ x trên x nhân với x trừ 1. Bây giờ quan sát tử và mẫu thì chúng ta thấy rằng là tử và mẫu đã được phân tích thành nhân tử rồi. Nhưng bây giờ các bạn nhìn tử và mẫu cho cô xem mà tử và mẫu có nhân tử chung hay không. Thì chúng ta thấy rằng tử và mẫu ở đây chưa xuất hiện nhân tử chung. Nhưng có một cái điều đặc biệt ở đây, đó chính là cái nhân tử 1 trừ x và nhân tử x trừ 1 là hai nhân tử trái dấu nhau. Do đó để rút gọn được phân thức này thì chúng ta phải làm như sau. Các bạn để ý cho cô này, x trừ 1 thì chính bằng, áp dụng công thức A bằng trừ của trừ A thì sẽ thấy rằng x trừ 1 sẽ bằng trừ của x trừ 1. Sau đến đây này, cô sẽ bỏ ngoặc tròn đi. Bỏ ngoặc tròn mà đằng trước có dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu các hạng tử ở trong ngoặc. Như vậy sẽ biến đổi thành trừ của 1 trừ x. Như vậy ta có x trừ 1 thì chính bằng trừ của 1 trừ x. Như vậy bây giờ nhìn ở dưới mẫu, dưới mẫu có nhân tử là x trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi thành trừ của 1 trừ x cho cô. Như vậy ta có là 1 trừ x trên x nhân với x trừ 1 thì sẽ bằng tử giữ nguyên là 1 trừ x. Dưới mẫu thay x trừ 1 bằng trừ của 1 trừ x thì sẽ bằng là 1 trừ x này trên trừ của x nhân với 1 trừ đi x. Đến đây khi mà đổi dấu ở dưới mẫu rồi thì chúng ta nhận thấy rằng tử và mẫu đã xuất hiện nhân tử chung là 1 trừ x. Như vậy tử có 1 trừ x, mẫu có 1 trừ x, chúng ta triệt tiêu cho nhau. Như vậy ở dưới trên tử còn lại là 1 và ở dưới mẫu còn lại là trừ x. Hoặc là dấu trừ này chúng ta có thể đưa lên tử sẽ bằng trừ của 1 trên x. Hoặc bây giờ chúng ta không đổi dấu ở dưới mẫu nữa mà bây giờ cô sẽ đổi dấu ở trên tử. Đổi dấu ở trên tử để các bạn để ý rằng này, chúng ta đã có là x trừ 1 thì bằng trừ của 1 trừ đi x. Như vậy ngược lại chúng ta sẽ có là 1 trừ x
thì chính bằng là trừ của x trừ đi 1. Như vậy chúng ta có 1 trừ x trên x nhân với x trừ 1 sẽ bằng, thay biểu thức 1 trừ x thì bằng trừ của x trừ 1. Rồi trên x nhân với x trừ 1. Đến đây chúng ta để ý thấy này, tử và mẫu đều có nhân tử chung là x trừ 1. Như vậy chúng ta triệt tiêu cho nhau. Như vậy trên tử chỉ còn lại là trừ 1 và dưới mẫu còn lại là x. Như vậy là hai cách làm này đều đúng và đều ra một kết quả là trừ 1 trên x. Như vậy là một bài toán rất gọn thì chúng ta có thể gì đây? Có nhiều cách giải đúng không? Nhưng mà lưu ý đây, khi mà giải bằng cách nào đi nữa thì các bạn phải ra một kết quả cuối cùng là giống nhau. Bây giờ áp dụng quy tắc đuổi dấu của tử và mẫu làm tiếp cho câu hỏi chấm số 4. Rút gọn phân thức sau: 3 nhân với x trừ y trên y trừ x. Rồi bây giờ các bạn quan sát cho cô cái phân thức ở hỏi chấm số 4 này. Chúng ta để ý thấy rằng tử và mẫu cũng được phân tích thành nhân tử rồi, nhưng bây giờ tử và mẫu chưa xuất hiện nhân tử chung, do đó chúng ta phải đổi dấu tử và mẫu để làm xuất hiện nhân tử chung. Rồi như vậy chúng ta có thể làm như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ đổi dấu mẫu. Các bạn lưu ý rằng y trừ x thì chính bằng trừ của x trừ y. Do đó bài toán này, cách thứ nhất làm như sau: 3 nhân với x trừ y trên y trừ x thì sẽ bằng, tử cô giữ nguyên là 3 nhân với x trừ y, mẫu y trừ x cô biến đổi thành trừ của x trừ y. Đến đây tử và mẫu đều xuất hiện nhân tử chung là x trừ y. Chúng ta triệt tiêu cho nhau này, x trừ y với x trừ y hết. Như vậy trên tử còn 3, dưới mẫu còn trừ 1, mà 3 trên trừ 1 thì chính bằng là trừ 3. Cách thứ hai, bây giờ cô không đổi dấu ở dưới mẫu nữa mà cô sẽ đổi dấu trên tử. Đổi dấu trên tử thì ngược lại, các bạn để ý rằng là y x trừ đi y thì chính bằng trừ của y trừ x. Như vậy chúng ta sẽ có 3 nhân với x trừ y trên y trừ x sẽ bằng. Rồi bây giờ có thay x trừ y bằng trừ của y trừ x, như vậy sẽ bằng là trừ 3 nhân với y trừ x trên y trừ x. Tử và mẫu đều có nhân tử chung là y trừ x, triệt tiêu cho nhau. Như vậy trên tử còn lại là trừ 3. Như vậy các bạn để ý nhé, cách 1 và cách 2 đều ra chung một kết quả là trừ mấy đây? Trừ 3. Như vậy là hỏi chấm số 4 này có hai cách giải, các bạn làm theo cách 1 và cách 2 đều đúng. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ, áp dụng. Rút gọn cho cô phân thức sau: x trừ 1 trên x bình trừ 1. Rồi bây giờ quan sát cái phân thức này cho cô biết, phân thức này tử và mẫu đã được phân tích thành nhân tử hay chưa? Thì ta để ý thấy rằng tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử. Do đó trước khi rút gọn chúng ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử trước. Rồi tử x trừ 1 chúng ta giữ nguyên, dưới mẫu x bình trừ 1, đây chính là hàng đẳng thức thứ 3. Do đó chúng ta sẽ phân tích được thành x trừ 1 nhân với x cộng 1. Đến đây cả tử và mẫu đều có chung nhân tử là x cộng 1, rút gọn cho nhau. Như vậy trên tử còn 1, dưới mẫu còn x cộng 1. Ý này quá đơn giản đúng không? Rồi, ở cái phần mở đầu thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi này. Cách rút gọn phân thức có giống với cách rút gọn phân số hay không? Rồi, cách rút gọn phân thức thì các bạn đã học ở lớp 6 rồi. Bước đầu tiên của cách rút gọn phân số học ở lớp 6 rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn nhớ lại cho cô xem nào. Để rút gọn phân số thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ước chung của cả tử và mẫu đúng không? Nhưng mà ở trong phân thức thì chúng ta sẽ tìm gì đây? Nhân tử chung của tử và mẫu. Sau khi tìm được ước chung rồi thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho ước chung.
Còn ở dưới cách rút gọn phân tử thì chúng ta sẽ chia cả từ và mẫu cho nhân tử chung. Như vậy nhìn vào cái cách rút gọn phân số và cách rút gọn phân tử thì chúng ta thấy rằng là hai cách này thì giống nhau. Như vậy các bạn lưu ý cho cô là cách rút gọn phân số thì giống với cách rút gọn phân tử. Tiếp theo bây giờ các bạn làm cho cô bài tập số 1. Làm cho cô bài tập củng cố xong. Khi rút gọn phân tử 4x mũ 3 trên 10x bình y, nhóm nào thực hiện đúng, nhóm nào thực hiện sai, giải thích cho cô vì sao. Bây giờ có 4 nhóm, nhóm thứ nhất họ làm như sau. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Đây là 4 nhóm, cách làm của 4 nhóm. Bây giờ chúng ta xem là nhóm nào thực hiện đúng và nhóm nào thực hiện sai. Nhóm thứ nhất thì họ nhận thấy rằng là tử và mẫu đều có chung nhân tử là x bình. Sau đó chúng ta sẽ gì đây, triệt tiêu cho nhau. Như vậy còn lại là 4x trên 10y. Rồi bây giờ quan sát vào cái phân thức cuối cùng mà người ta đã rút gọn. Các bạn để ý rằng gì đây? Tử và mẫu vẫn còn nhân tử gì đây? Nhân tử chung. 4 với 10 thì đều có nhân tử chung là 2. Do đó nếu nhóm 1 rút gọn như này thì chưa đầy đủ, mà chúng ta vẫn có thể rút gọn được tiếp. Như vậy nhóm 1 thực hiện như này là chưa chính xác. Nhóm thứ hai các bạn quan sát cho cô. Nhóm thứ hai thì họ lại nhận thấy rằng tử và mẫu có nhân tử chung là 2x. Do đó họ đã chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung là 2x và được phân tích cuối cùng là 2x bình trên 5 nhân với xy. Thì nhóm thứ hai làm như này cũng chưa đầy đủ. Tại vì cái phân tích cuối cùng này các bạn để ý rằng x bình và x thì vẫn còn nhân tử chung là x, chúng ta vẫn có thể rút gọn được. Do đó quá trình rút gọn của phân tích này vẫn còn được tiếp tục. Do đó ý này cũng chưa chính xác. Tiếp theo nhóm thứ 3. Nhóm thứ 3 thì họ lại nhận thấy rằng cả tử và mẫu đều có chung nhân tử là 2. Do đó họ chia cả tử và mẫu cho 2. Và cuối cùng họ thu được phân tích là 2x mũ 3 trên 5x bình y. Thì bây giờ nhìn vào phân tích cuối cùng, chúng ta để ý thấy rằng là tử và mẫu vẫn còn nhân tử chung. X mũ 3 với x bình thì đều có chung là x, do đó cách rút gọn này cũng chưa chính xác mà chúng ta vẫn có thể rút gọn được tiếp. Như vậy nhóm thứ 3 này cũng làm sai. Nhóm thứ 4. Bây giờ các bạn để ý giúp cô. Họ phát hiện thấy rằng tử và mẫu của nhân tử chung này là 2x bình. Rồi. Do đó họ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung, lại rút gọn đi. Như vậy trên tử còn 2x, dưới mẫu còn 5y. Bây giờ nhìn vào cái phân tích cuối cùng của nhóm 4 là thì chúng ta nhận thấy rằng tử và mẫu có còn nhân tử chung không? Không còn nhân tử chung đúng không? 2 và 5 không có nhân tử chung, y, x và y cũng không có nhân tử chung. Như vậy cái phân tích hay là cách rút gọn của nhóm 4 này là hoàn toàn chính xác. Như vậy là khi mà rút gọn phân tích thì các bạn lưu ý cho cô một điều là gì đây? Sau khi rút gọn phân tích xong thì các bạn phải chú ý rằng tử và mẫu phải không còn nhân tử chung. Còn nếu vẫn còn nhân tử chung thì các bạn phải thực hiện tiếp quá trình rút gọn phân tích. Rồi tiếp theo các bạn làm cho cô bài 2. Bài 2 yêu cầu như sau. Trong các cách làm như sau, cách nào đúng, cách nào sai, giải thích vì sao. Có 4 cách làm. Thì bây giờ chúng ta cùng đi xét cách làm thứ nhất. Cách làm thứ nhất họ gì đây? À bây giờ nhìn vào tử và mẫu này. Họ rút gọn 3y cho 3y, 3 cho 3. Rồi kết quả cuối cùng lại còn lại là x cộng 1 trên 6. Thì cách làm ý A này có chính xác không? Các bạn lưu ý nhé, chúng ta chỉ rút gọn khi tử và mẫu đã được phân tích thành nhân tử. Chỉ triệt tiêu các nhân tử của tử, nhân tử chung của tử và mẫu khi tử và mẫu được phân tích thành nhân tử. Các bạn lưu ý này, tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử thì các bạn không được phép rút gọn. Do đó ý A này sai. Ý B các bạn lưu ý đấy, họ trước tiên họ phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Các bạn để ý rằng là
3xy cộng với 3x. Thì ở chung gì đây? Chung x là ra ngoài. Rồi chung x là ra ngoài, trong mà còn 3y cộng 3. Dưới mẫu họ để ý chung 3 là ra ngoài, trong mà còn 3y cộng 3. Rồi sau đó chúng ta để ý thấy tử và mẫu đều có nhân tử chung là 3y cộng 3. Thì họ chia cả tử và mẫu cho 3y cộng 3, rút gọn cho nhau này. Như vậy trên tử còn x cộng, à, x trên 3. Như vậy đáp án này chính xác. Ý C. À, ý C này chúng ta để ý thấy gì đây? Họ tách 9y thành 3 nhân với lại 3y, sau đó họ triệt tiêu 3y cho 3y, 3 cho 3. Cách triệt tiêu này có đúng không? Chưa chính xác. Tại vì tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử mà họ đã triệt tiêu. Do đó, cách làm này sai. Ý D. 2 nhân với x trừ 1 trên 1 trừ x bằng 2. À, họ đã triệt tiêu x trừ 1 cho 1 trừ x. Các bạn để ý này, nhân tử x trừ 1 và 1 trừ x không phải giống nhau, mà đây là hai nhân tử trái dấu. Do đó muốn triệt tiêu thì trước tiên chúng ta phải đổi dấu tử hoặc mẫu. Do đó cách làm ý D này cũng là sai. Lưu ý rằng phải đổi dấu sau đó mới lại được triệt tiêu hay được rút gọn. Như vậy qua cái bài tập số 2 này, các bạn lưu ý cho cô, chỉ triệt tiêu các nhân tử chung của tử và mẫu khi tử và mẫu đã được phân tích thành nhân tử. Còn nếu tử và mẫu chưa được phân tích thành nhân tử thì không được phép triệt tiêu, các bạn nhớ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài rút gọn phân thức. Ở trong bài này thì cần nhớ cho cô các bước như sau. Thứ nhất là rút gọn phân thức thì chúng ta sẽ làm theo hai bước. Bước thứ nhất là tìm nhân tử chung, và bước thứ hai là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Và muốn tìm được nhân tử chung thì các bạn phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử, hoặc là các bạn phải áp dụng quy tắc đổi dấu tử và mẫu để xuất hiện nhân tử chung. Và khi đổi dấu thì nhớ cho cô quy tắc A bằng trừ của trừ A. Các bạn nhớ cho cô hai bước rút gọn phân tích nhé. Như vậy, sau khi xem video này, cô có một số yêu cầu như sau. Đối với tiết học mà cô vừa dạy xong thì các bạn phải học kỹ nhận xét và chú ý khi rút gọn phân tích. Ý thứ hai là các bạn phải xem lại các bài tập đã giải mà cô đã vừa giải xong. Ý thứ ba là làm cho cô các bài tập 7, 8, 9, 10 trong sách giáo khoa trang 39, 40 và bài 10, bài 9, bài 10 trong sách bài tập trang 17, lớp 8, tập 1. Và đối với tiết học tiếp theo thì các bạn xem lại cho cô phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. Và chú ý rằng tiết sau chúng ta sẽ đi làm bài tập. Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em vào video lần sau. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.